Chào mừng các bạn đã đến với SNews, vậy cùng với mình cập nhật thông tin một cách nhanh nhất. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành thông báo về tình hình chất lượng không khí tới Sở Giáo dục và Đào tạo. Khi mà ô nhiễm không khí ở mức nguy hại thì các em học sinh ở các trường mầm non và tiểu học sẽ được nghỉ học. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung mới đây đã chủ trì cuộc họp đôn đốc các sở ngành, quận huyện về các công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Trong cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội nhiều ngày gần đây có xu hướng xấu đi rõ rệt. Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn thành phố đã phải hứng chịu 6 đợt ô nhiễm không khí kéo dài, chất lượng không khí liên tục ở mức kém, xấu và rất xấu. Nguyên nhân của ô nhiễm không khí là do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, đồng thời kết hợp với các khí thải như là xe máy, các hộ dân dùng bếp than tổ ong, đốt rơm rạ và các hoạt động xây dựng, vận chuyển vật liệu xây dựng. Trước tình hình trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị thành phố thiết lập quy định về tình trạng khẩn cấp khi không khí chạm tới chỉ số AQI trên 300 là ngưỡng nguy hại. Sau đó, Ủy ban Nhân dân Hà Nội ban hành thông báo về tình hình chất lượng không khí tới Sở Giáo dục Đào tạo. Khi mà chỉ số không khí vào ngưỡng nguy hại, thì các em học sinh ở các trường mầm non và tiểu học sẽ được nghỉ học. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật thông tin mỗi ngày.